Mỹ nghi Campuchia bí mật cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức dân trí. Quân, thời báo, phố vua dẫn dắt theo quan chức Mỹ và đồng minh cho biết Trung Quốc đã ký một thỏa thuận bí mật cho phép lực lượng vũ trang nước này sử dụng một căn cứ hải quân của Campuchia. Thời báo phố vua ngày 21 tháng 7 dẫn theo nguồn tin từ các quan chức Mỹ và đồng minh cho biết thỏa thuận bí mật được Trung Quốc và Campuchia ký vào mùa xuân năm nay, song cả hai nước này đều không tiết lộ thông tin này. Thỏa thuận trao cho Trung Quốc đặc quyền sử dụng một phần của căn cứ hải quân Ram của Campuchia tại vịnh Thái Lan, nơi cách không xa một sân bay lớn đang được công ty Trung Quốc xây dựng. Các quan chức cho biết một số chi tiết trong bản thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã nhìn thấy được một số bản thảo luận sơ bộ của thỏa thuận, nói ra rằng Campuchia cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân trong vòng 30 năm. Sau thời hạn này, thỏa thuận sẽ được gia hạn thêm 10 năm một lần. Theo thông tin từ bản thảo sơ bộ, Trung Quốc có thể triển khai lực lượng binh sĩ, lưu trữ vũ khí và neo đậu tàu chiến tại các cơ quan, căn cứ hải quân của Campuchia. Thời báo phố World nhận định việc Trung Quốc triển khai các chiến dịch quân sự từ căn cứ hải quân hoặc sân bay tại Campuchia hoặc từ cả hai địa điểm này sẽ nâng cao đáng kể khả năng của Bắc Kinh trong việc củng cố các yếu sách chủ quyền và lợi ích kinh tế tại Biển Đông, đe dọa tới các đồng minh của Mỹ trong khu vực và mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại eo biển Malacca. Tuy nhiên, các quan chức của cả Trung Quốc và Campuchia đều phủ nhận không có bất kỳ kế hoạch nào cho phép quân đội Trung Quốc hiện diện tại Campuchia. Không có chuyện như vậy xảy ra. Pai Simphan, người phát ngôn của chính phủ Campuchia ngày 19 tháng 7 cho biết, ông Simphan gọi đây là tin giả. Trong khi đó, các quan chức của Mỹ và đồng minh của Mỹ khẳng định thỏa thuận giữa Campuchia và Trung Quốc liên quan tới căn cứ hải quân Ram và đã được hoàn tất. Nếu thông tin do phía Mỹ tiết lộ là chính xác, đây sẽ là căn cứ hải quân đầu tiên của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Washington lo ngại rằng bất kỳ bước đi nào của chính phủ Campuchia nhằm chào đón sự hiện diện của quân sự nước ngoài tại Campuchia cũng sẽ gây ảnh hưởng phức tạp đến nền hòa bình và ổn định khu vực. Emily Zemper, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh cho biết, theo Charles Eber, cựu cố vấn ngoại trưởng Mỹ và hiện đang là nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ ở Australia, việc kết hợp các căn cứ của Trung Quốc tại Campuchia với tiền đồn quân sự của Bắc Kinh trên Biển Đông sẽ tạo thành vành đai tam giác bao bọc toàn bộ lục địa Đông Nam Á. Được bao quanh bởi rừng rậm, căn cứ hải quân Ram trải rộng trên diện tích khoảng 76 hectare, bao gồm hai cơ sở được xây dựng bằng nguồn tiền của Mỹ và được hải quân Campuchia sử dụng cùng với cầu tàu khoảng 12 tàu tuần tra neo đậu. Theo bản thảo sơ bộ, Trung Quốc sẽ xây dựng hai tàu mới, một cho Trung Quốc sử dụng, một cho Campuchia sử dụng. Giữ chức Mỹ tiết lộ các hoạt động nạo vét được tiến hành tại các căn cứ hải quân Campuchia để các tàu hải quân lớn hơn của Trung Quốc có thể neo đậu. Theo giới chức Mỹ, binh sĩ Trung Quốc có thể mang vũ khí và hộ chiếu Campuchia, đồng thời yêu cầu người Campuchia có sự cho phép của Trung Quốc mới có thể đi vào khu vực rộng 25 hectare do Trung Quốc quản lý tại căn cứ hải quân Ram. Thời báo phố World cũng tiếp nhận một bức thư do Bộ Quốc phòng Campuchia gửi Mỹ hồi tháng 7, trong đó thông báo tới các cơ sở do Mỹ rắc tiền xây dựng tại căn cứ hải quân Ram đã sẽ được di rời sang một địa điểm khác nhằm cho phép tăng cường an ninh và phát triển hạ tầng tại khu vực này. Giới chức Mỹ vẫn gây tranh cãi về việc liệu Washington có thể thuyết phục Campuchia thay đổi quyết định tại căn cứ Ram hay không. Mỹ và các đồng minh vẫn đang vận động hành lang Campuchia để thuyết phục nước này không cho phép quân đội Trung Quốc sử dụng sân bay tại Dakar Stoker, cách căn cứ Ram khoảng 64 km về phía Tây Bắc. Sân bay này đang thuộc một công ty tư nhân Trung Quốc xây dựng theo hợp đồng thuê đất kéo dài 99 năm. Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy một loạt các hoạt động xây dựng đang được xúc tiến nhanh chóng tại sân bay Dakar Stoker trong một năm qua. Tại đây có một đường bay dài hơn 3 km, đủ lớn để cho phép các sân bay như Boeing 747, Airbus A380, các máy bay ném bom tầm xa hoặc các máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc hoạt động. Các hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy sự chuẩn bị để xây dựng đường băng tại Dakar Stoker thành một nơi có cho phép máy bay quân sự, đặc biệt là máy bay chiến đấu, cất cánh và hạ cánh nhanh. Tuy nhiên, công ty xây dựng sân bay Dara Rako khẳng định khu vực này chỉ phục vụ mục đích thương mại. Sân bay của Dara Rako dự kiến đi vào hoạt động từ năm sau và sẽ trở thành sân bay lớn nhất tại Campuchia. Dù sân bay này được xây dựng tại một tỉnh với dân số chỉ khoảng 200.000 người,
Thủ tướng Campuchia Hun Sen năm ngoái cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho phép Trung Quốc hiện diện quân sự tại nước này. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã gửi thư cho ông Hun Sen để bày tỏ quan ngại về vấn đề này. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hồi giữa tháng 6 cũng đã phủ nhận thông tin Bắc Kinh đang thiết lập căn cứ quân sự tại Campuchia. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Thành phố Hồ Chí Minh tổng kiểm tra tất cả các loại xe lưu thông trên đường. Từ các xe container, xe bồn, xe tải, xe khách cho đến các loại xe máy, xe thô sơ lưu thông trên địa bàn được lực lượng công an cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổng kiểm tra. Thông tin trên được lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt PC08 công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố.